Qua 8 ngày khẩn trương xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, chiều nay, Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long chính thức đưa vào hoạt động. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long đến dự. Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long được xây dựng tại khu 4 tầng của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, quy mô 200 giường, trực thuộc Bộ Y tế. Trung tâm điều trị bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch tại 3 tỉnh, Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang. Hiện trung tâm đã hoàn thành cơ sở vật chất tầng 1 với 60 giường. Hôm nay thì chúng ta đã có 60 giường đầu tiên, và sau đó thì chúng ta sẽ có 120 giường đến 30 tháng 8. Và với trang thiết bị y tế này thì ngay trong giai đoạn đầu chúng ta có thể đảm bảo được cho 100 bệnh nhân nặng ở ngay giai đoạn đầu này. Thế và vấn đề thứ ba là vấn đề về con người thì chúng tôi ngay bắt đầu từ ngày 5 tháng 8 khi mà thành lập cái trung tâm này thì các bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Nhi Trung ương đã vào đây và phối hợp cùng với các bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Và ở đây thì chúng tôi đã thiết lập được những cái quy trình kỹ thuật chuyên môn liên quan đến hồi sức bệnh nhân COVID, quy trình kỹ thuật liên quan đến công tác về kiểm soát nhiễm khuẩn, liên quan đến công tác về dinh dưỡng, về xét nghiệm để đảm bảo được cho một cái trung tâm hồi sức có thể hoạt động được. Hiện tại, trung tâm đang tiếp nhận điều trị 40 bệnh nhân COVID-19 nặng, trong đó có gần 10 bệnh nhân phải thở máy xâm nhập và hơn 10 bệnh nhân phải thở máy không xâm nhập. Tôi cũng vẫn đang cùng với các lực lượng chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thì điều trị những cái bệnh nhân nặng đã có sẵn ở đây. Thế thì với những cái trang thiết bị y tế mà Bộ Y tế đã hỗ trợ, bao gồm một số các cái trang thiết bị rất là thiết yếu trong cái điều trị bệnh nhân như là máy thở oxy dòng cao, máy thở xâm lấn cũng như là các cái hệ thống máy theo dõi và các cái bơm tiêm điện, máy lọc máu, thì đấy là những cái trang thiết bị để cho đến thời điểm này với những cái cơ số mà chúng tôi đã nhận được thì đang vừa đủ để đáp ứng với những cái bệnh nhân nặng. Thế và trong tương lai thì khi mà cái số lượng giường bệnh cải tạo nâng cấp mà tăng lên thì những cái trang thiết bị đó thì chúng tôi cũng sẽ phần tiếp tục cần được có sự bổ sung thêm để đảm bảo được cái nhu cầu điều trị những cái số lượng bệnh nhân nặng tăng lên. Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Y tế trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Với trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, tổ công tác của Bộ Y tế sẽ giúp các y bác sĩ của tỉnh nâng cao năng lực điều trị. Trong quá trình điều trị, cần gắn kết giữa trung tâm hồi sức và các bệnh viện dã chiến để trao đổi chuyên môn, hạn chế thấp nhất các ca chuyển nặng và tử vong.